Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2019, số sàn, máy xăng. Xe được trang bị màu trắng và tên tư nhân, một chủ từ đầu, chiếc xe lướt, và cam kết với quý anh chị xe này là không phải dòng xe chạy dịch vụ taxi, 100% là xe gia đình, nguyên zin nguyên bản. Bên em là kiểm tra và khẳng định với các quý anh chị 100% là xe không đâm tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin, sơn zin còn đến 95%, và toàn bộ đèn pha kính theo xe hết toàn bộ. Hyundai Accent sản xuất 2019, số sàn. Chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Và anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là xe đẹp, toàn bộ chiếc xe đèn bi xi lông, đèn led, đèn pha hai bên là khá là đều nhau, và đèn gầm là đèn bi. Đấy, bi xi lông hết công nghệ khá là đẹp. Khe hở cabo cốp trước cốp sau là khá đều nhau và chỉ zin toàn bộ. Tất cả các cái thông số kính thì đều là kính theo năm sản xuất của chiếc xe, đều năm 2019 của hãng Hyundai. Và xe thì đăng kiểm còn đến tháng 6 năm 2022, nên là quý anh chị về sẵn đi thôi. Lốp nguyên một dàn theo xe, lốp toàn bộ, lốp một đát lấy đều là 2019. Đây là em quay cái đát lốp cho quý anh chị xem đây, toàn bộ đát 2019 đây. Đấy, đát này, tháng trung tuần 7 2019, toàn bộ la răng phanh này khá là đẹp và lốp khá là dày. Đây là toàn bộ đèn hậu của chiếc xe, sơn zin nên là khá là bóng và đẹp. Khe hở cái cốp, cái cabo, cái ba đợt sốc sau này, nó là nguyên zin nên nó rất khít và đều. Toàn bộ các khe hở cánh cửa cabo, đèn hậu xịn sò, kính sau đều là của hãng Hyundai hết toàn bộ và đều năm sản xuất hết. Nóc này, sơn zin này, khá là đẹp. Toàn bộ khe hở hai bên nguyên zin. Đây là toàn bộ các cái phần khoang chở hàng phía sau của chiếc xe, nguyên bản từ đầu và không bị móp méo chảy xước. Cụ lốp đây, toàn bộ khoang phía sau, chậu lốp, đinh bấm đinh dập là nguyên zin. Và toàn bộ các cái phần mép ốc cốp sau đây nguyên bản từ đầu, chưa tháo lắp, chỉ cốp nguyên zin. Tôn này, ốc này đều rất chi là mới, từ các cái phần nhựa này. Nội thất của chiếc xe thì nguyên bản lý từ đầu và rất chi là mới và đẹp. Đây là cái phần ghế lái của chiếc xe, toàn bộ ghế lái rất chi là mới. Và cú số của chiếc xe đây không có dấu hiệu bị mòn gì. Đấy, phanh tay này toàn bộ nguyên zin và mới từ đầu. Bóng khí ABS táp ly này, màn hình chữ bóc ni lông. Và xe được trang bị đề start top, điều hòa nguyên zin. Vô lăng của chiếc xe không chạy dịch vụ nên rất chi là mới và đẹp. Toàn bộ vô lăng tích hợp đều số hiện rất chi là rõ và không có dấu hiệu bị mòn ở các cái da gà đây. Đấy, các cái da cóc đây đều là nguyên zin. Quý anh chị nhìn một chiếc xe đẹp, nó khá là mới đấy. Em khẳng định cam kết mang đến cho quý anh chị chiếc xe khá là đẹp và hoàn hảo. Bậc lên xuống này, đây là toàn bộ ốc, ốc nguyên bản hết từ đầu. Và các cái phần
trần của chiếc xe thì nguyên zin. 100% thì các cái phần chỉ cánh cửa, bốn cánh cửa đều là nguyên bản từ đầu. Và tay nắm mở cửa khá là mới và đẹp, không có khoan đục của taxi. Đấy. Toàn bộ ốc bản lề đều là nguyên zin. Đây là cái cánh cửa phía sau của chiếc xe. Toàn bộ tay nắm mở cửa và chỉ đều là nguyên zin từ đầu. Phần ghế phía sau đây toàn bộ không gì bị chảy rách gì. Trần lý nguyên bản từ đầu. Và chiếc xe này có cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, cho người ngồi phía sau thì khá là mát. Số sàn 6 cấp vậy ạ. Số sàn 6 cấp quý anh chị nhé. Toàn bộ vô lăng này, táp ly này, góc quay này thì các bác nhìn thấy này, nó khá là hoàn hảo và đẹp đấy ạ. Hai cánh cửa bên lái của chiếc xe toàn bộ chỉ zin hết. Thông số kính thì đều có năm sản xuất 2018 và của hãng Hyundai hết toàn bộ quý anh chị ạ. Đấy. Một dàn lốp còn theo xe. Tay nắm mở cửa các thứ là nguyên zin, ốc nguyên bản từ đầu. Tem mác các phần cột ốc nguyên zin hết, chưa tháo lắp đâu ạ. Đây là toàn bộ phần đầu cabo đây. Cabo toàn bộ là chỉ zin. Đinh bấm đinh dập của nhà máy nguyên zin từ đầu. Ốc cabo là nguyên bản. Sau 2 năm sử dụng, toàn bộ các con ốc đều là nguyên zin. Đèn pha ốc chưa tháo lắp. Đây, ốc đèn đây. Chưa tháo lắp một chút nào. Và sau 2 hôm nữa thì em cho vệ sinh đi thì khá là đẹp. Toàn bộ tem mác của két nước này, tem mác phần rằng này, sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên, xanh đỏ tím vàng này, trên cái thân máy đều là nguyên bản. Đấy, ngay cả cái ốc của ắc quy chưa tháo lắp đây, nên là một chiếc xe gia đình sử dụng khá là giữ gìn, khá là đẹp. Toàn bộ ốc quay thế này quý anh chị nhìn thấy đấy, sơn xanh đỏ tím vàng nguyên zin hết. Làm sao mà có chuyện đâm đụng ngập nước ở đây được. Nếu quý anh chị đến phát hiện ra đâm đụng ngập nước, em khẳng định bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Từ các con ốc này, phần đầu này, chưa tháo lắp này. Và ốc đây là ốc đèn đây, chưa tháo lắp một chút nào. Ốc cái khách tai này. Đó. Ốc tai, ốc cabo đây. Đinh bấm, đinh dập cabo là nguyên zin. Và đây là tiếng động cơ. Vâng, tiếng động cơ thì như ru ngủ đây. Toàn bộ động cơ chạy khá là êm. Sờ vào thấy động cơ rung. Sờ với biết động cơ nổ đây quý anh chị ơi. Toàn bộ động cơ nổ quá chi là êm. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2019, số sàn bản xe gia đình. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.